Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên, chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Những chiếc thay đổi trong trận Việt Nam làm thay đổi cục diện trận đấu. Phút 37 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE, hậu vệ Alhamedi có pha truy cản tình huống thoát xuống của Nguyễn Tiến Linh. Đó là tình huống mà nếu Alhamedi không phạm lỗi, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đối mặt với thủ thành Khalid El-Sah. Trọng tài chính nhanh chóng rút ra chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ đội khách. Ngay sau chiếc thẻ đỏ này, Tiến Linh đã có ngay siêu phẩm bàn thắng bằng cú sút xa đẹp mắt. Hãy cùng Mr. Zero tổng hợp lại những chiếc thẻ đỏ trong trận Việt Nam làm thay đổi cục diện trận đấu. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo. Mới đây, trong trận chung kết lịch sử giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, không chỉ bởi tài cầm quân xuất chúng mà còn bởi chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi. Ông thầy người Hàn Quốc một lần nữa thiết lập kỷ lục mới, trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận chiếc thẻ này. Thế nhưng thay vì phẫn nộ hay tức giận với điều đó, người hâm mộ Việt Nam lại tỏ ra hết sức vui vẻ, thậm chí là có phần phấn khích khi chứng kiến khoảnh khắc thầy Park quyết định ăn thua với vị vua áo đen. Sở dĩ tất cả chúng ta có thể thoải mái như vậy bởi khi đó Việt Nam dẫn trước đối phương đến 3 bàn và việc huấn luyện viên Park Hang-seo có phải nhận thẻ đỏ rời sân cũng trở nên vô hại. Thế nhưng không phải lần nào chiếc thẻ đỏ cũng trở nên vô dụng như vậy. Trong nhiều trường hợp, hình phạt nặng nhất của trọng tài đã đem đến lợi thế cho các chiến binh sao vàng hoặc đặt họ vào tình thế buộc phải chơi thua người. Và sau đây chính là những chiếc thẻ đỏ trong trận Việt Nam làm thay đổi cục diện trận đấu. 1. Việt Nam – Malaysia AFF Cup năm 2018. Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup năm 2018, đội tuyển Malaysia đã may mắn cầm hòa đội tuyển Việt Nam với tỷ số là 2-2 trên sân nhà. Nổi bật trên sân Bukit Charlie là những tình huống phạm lỗi của cầu thủ hai đội, đặc biệt là hậu vệ đội chủ nhà. Cụ thể, trong một tình huống lên bóng của Malaysia ở phút 64, Sifi Hama đã bị văn hậu của đội tuyển Việt Nam ngăn chặn. Trước khi ngã xuống, số 18 của đội chủ nhà đã kịp tung ra cú đấm thẳng vào đầu hậu vệ sinh năm 1999. Hành động phi thể thao của Sifi Hama đã khiến văn hậu phải nằm sân trong vài phút và chỉ có thể trở lại thi đấu sau khi có sự chăm sóc của các bác sĩ. Tuy nhiên, tiền đạo của Malaysia chỉ phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài chính. Tới trận chung kết lượt về AFF Cup năm 2018 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Malaysia tiếp tục sử dụng lối đá rắn nhằm khắc chế đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, cầu thủ hay nhất trận đấu, liên tục phải nhận sự chăm sóc đặc biệt của các cầu thủ áo vàng. Tiền vệ tuyển Việt Nam nhiều lần bị vào bóng ác ý và trong một pha phạm lỗi với Quang Hải, trung vệ Sarusa nhận thẻ vàng thứ hai khiến Malaysia kết thúc trận đấu với 10 người trên sân. Chiếc thẻ đỏ này không thay đổi quá nhiều cục diện của trận đấu bởi lúc đó đã là phút thứ 90 và Việt Nam đã dẫn trước một bàn. Nó chỉ củng cố thêm chiến thắng tối thiểu của các chiến binh sao vàng trước hổ Malay. Và chỉ cần chừng đó là chúng ta đủ để bước lên ngôi vương AFF Cup năm 2018 sau 10 năm chờ đợi. 2. Việt Nam – UAE – vòng loại World Cup năm 2022. Bước ngoặt của trận đấu giữa Việt Nam và UAE trên sân Mỹ Đình chính là tấm thẻ đỏ mà Khalifa nhận ở phút 37. Đó là một tình huống mà tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã thoát xuống và có thể sẽ là một bàn thắng nếu không có pha phạm lỗi của Khalifa Ahamadi. Tuyển UAE phải chơi với 10 người trên sân và sau đó đã nhận bàn thua dẫn đến thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo Amekali của tuyển UAE chia sẻ thẻ đỏ dành cho người đồng đội đã phá hỏng ý đồ chơi tấn công trước tuyển Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Van Marwijk của UAE có phàn nàn về tấm thẻ đỏ dành cho học trò của mình ở cuối hiệp 1. Theo vị chiến lược gia người Hà Lan, điều này là khiến đại diện Tây Á phải chịu thất bại. Ông thầy xứ sở cổ xe gió cho rằng Tiến Linh và Ahamadi cùng ngã một lúc và tình huống đó cần phải phân tích lại. Tuy nhiên, có lẽ ông Van Marwijk hơi quá tự tin bởi nếu có xem lại thì ông sẽ thấy đó hoàn toàn là một thẻ đỏ chính xác. Ở tình huống của Tiến Linh, nếu xem lại hình ảnh có thể thấy Ahamadi đã dùng tay để tác động khiến tiền đạo của Việt Nam ngã xuống sân. Cũng phải nói, pha tác động của số 12 bên phía UAE đến từ sau lưng Tiến Linh quá lộ liễu và đến trong tình huống mà Tiến Linh hoàn toàn có thể ghi bàn. Việc phạm lỗi từ đằng sau có thể gây nguy hiểm cho cầu thủ đối phương bởi phần xương phía sau được cho là mềm và dễ gãy hơn rất nhiều so với ống đồng ở phía trước vốn được là bảo vệ bởi một tấm lót. Hơn thế nữa, cú sút xa thành bàn sau đó của Tiến Linh là rất khó cản phá cũng như là thế trận trên cờ của Việt Nam trong trận này là điều rất dễ thấy. Vì vậy, nếu nói UAE thua vì chiếc thẻ đỏ là ý kiến có phần hơi phiến diện. Ba,
U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, vòng loại U23 châu Á năm 2020. Tình huống diễn ra ở phút 57 khi U23 Thái Lan đang bị dẫn 2 bàn và chưa có cơ hội nguy hiểm vào trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tấn Sinh trong pha lùi về vô tình chạm tiền đạo Subhachai. Cầu thủ số 9 của Thái Lan, Thuận Đà, lao về phía trước vùng tay đánh vào cổ Đình Trọng khiến trung vệ Việt Nam, người vừa trở lại sau ca phẫu thuật, nằm sân. Trọng tài chính không ngần ngại trút quyền thi đấu của Subhachai. Tiền đạo U23 Thái Lan ôm mặt thất vọng. Khi rời sân, anh giơ tay thể hiện sự xin lỗi. Dường như cầu thủ bên phía Thái Lan đã sớm biết được kết cục của mình. Nhưng anh cũng chẳng thể nào trách trọng tài quá nặng tay với mình được, chỉ có thể trách bản thân đóng kịch sĩ quá tệ mà thôi. Trước bước ngoặt này đã giúp các chàng trai áo đỏ chơi gần 40 phút còn lại với tâm thế hơn người. Bằng chứng là họ đã tận dụng tốt thời cơ bằng cách lập thêm một cú đúp nữa, ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 trước người Thái. Đây cũng là khoảng cách lớn nhất trong lịch sử mà chúng ta từng tạo ra trước đại kình địch cùng khu vực. 4. Việt Nam, Indonesia, bán kết AFF Cup năm 2016. Thêm một lần nữa, thẻ đỏ cho thấy sự ảnh hưởng đáng gờm đến cục diện của trận đấu, nhưng lần này là theo hướng bất lợi với đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 76, sau tình huống đá phạt góc của Indonesia, trọng tài Phu Minh đã thổi phạt hậu vệ Baju Pradana của đội khách vì lỗi tranh chấp với thủ môn Nguyên Mạnh. Điều đáng nói là sau khi hội ý với trợ lý, ông vua sân cỏ người Trung Quốc đã bất ngờ rút thẻ đỏ đối với thủ thành của đội tuyển Việt Nam. Ở tình huống trước đó, Nguyên Mạnh đã bắt dính bóng từ pha phạt góc của đội khách, anh thậm chí đã phải lãnh trọn một cùi chỏ từ hậu vệ của Indonesia. Theo trọng tài chính, Nguyên Mạnh có hành vi đánh nguội khi đạp vào lưng của Baju Pradana. Tình huống quay chậm cũng cho thấy điều này. Do đã hết quyền thay người nên trung vệ Quế Ngọc Hải buộc phải đứng vào trong khung gỗ thế chỗ cho Nguyên Mạnh. Tuyển Việt Nam kết thúc 120 phút thi đấu đầy khó khăn khi chỉ thi đấu với 10 cầu thủ trên sân. Thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng bị Indonesia cầm hòa với tỷ số 2-2. Kết quả này khiến Công Vinh và các đồng đội phải dừng bước ở bán kết AFF Cup năm 2016 với thất bại chung cuộc là 3-4 sau 2 lượt trận. 5. U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản, vòng loại U19 châu Á. Dù lợi thế sân nhà, nhưng U19 Việt Nam nhường thế trận cho Nhật Bản và khung thành thủ môn Ielinie liên tục bị uy hiếp. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 74, tiền đạo Sakuragawa của U19 Nhật Bản nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đánh nguội với hậu vệ Tiến Long. Còn 10 người, Nhật Bản chuồn xuống nhường thế trận, trong khi đó các chàng trai áo trắng tranh thủ ưu thế hơn người để chơi chắc chắn, kiếm được ít nhất một điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn mình rất nhiều. Hòa 0-0, U19 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á vào năm sau với tư cách một trong các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Các bạn vừa cùng Mr. Zero điểm qua những chiếc thẻ đỏ trong trận Việt Nam làm thay đổi cục diện trận đấu. Theo bạn, chiếc thẻ nào trong số đó gây nhiều tranh cãi nhất? Nếu danh sách này vẫn còn thiếu một trận đấu nào khác thì hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để đón xem được những video mới nhất từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!